quanh quẩn trong đêm thật dài, ở nơi niềm vui đã xa. Tin mình như đang vô vọng, cho ta thao thức đêm dài, đưa nhau qua cơn mộng buồn, màn đêm càng thêm cách xa. Mình là niềm đến lúc nào, nhớ em đêm no nay. No more hiding, break the silence now. Do we quit or try to work things out? Where do we go? Are we ready to just give it up? Should we turn our backs on love? Or should we stand within? Cho nên lòng muốn cánh tay, mà chỉ miền em sao biết quay lại. Ngày nào sẽ đắm vô vàn, mà sao mình xa cách nhau. Where do we go? Người ơi, where do we go? Anh hỡi, where do we go? Về đâu? Yêu thương cho tới nơi đâu? If we begin on where we are, trying to mend the problems now. We've been looking forward instead of looking back. I don't wanna play it safe, cause I wanna cross the line. Feel just like we're standing, we're running out of time. Do we work things out? Where do we go? Are we ready to just give it up? Should we turn our backs on love? Or should we stand with it? Cho nên lòng muốn cánh tay, mà chỉ mình em sao biết quay lại. Nghĩ nào sẽ đắm vô vàn, mà sao mình xa cách nhau. Where do we go? Where do we go? Anh ơi, where do we go? Về đâu? Yêu thương cho tới nay đâu? Where do we go? Người ơi, where do we go? Anh ơi, where do we go? Về đâu? Yêu thương cho tới nay đâu? No more hiding, break the silence now. Cuộc tình ta sẽ cùng qua sông bão. Where do we go from here? Where do we go? Are we ready to just give it up? Should we turn our backs on love? Or should we stand with it? Cho nên lòng muốn cánh tay, chỉ mình em sao biết quay lại. Ngày nào sẽ go. Just tell me, I can't go on like this. Yêu thương cho tới nơi đâu? The thing in the beginning. Why is it not stopping? You pressed the record. He's smiling. You're smiling. Why are you smiling? You gotta. I don't know. Are you done? Yeah, I'm done. I zoomed up into your face and oh then God. You said. How are you looking at? Oh, he's a kind of like. Okay. Action! Hold on!
Okay, so this girl over here is Wei Qi Liao. This is her friend, Tian. And she refuses to be a part of this production, even though it is really fun. And she gets acting experiences. Yes, yes, girl. Oh, look at her. No, let me get a facial features. Come back here. Okay.